Shop Akzun.com, shop đá ạt liên quân, BUBG Mobile uy tín, giá rẻ. Jingle bell, hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay mình rất vui và rất mừng khi tổ chức event cho các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ chốt cái event nhá. Thì thú thật là cái event đã chốt vào cái ngày 30 tháng 10 rồi các bạn ạ. Nhưng có một sự cố không mong muốn là ông mình bị mất đấy các bạn ạ. Nên mình di vào ngày chốt là ngày 25 tháng 11 ha các bạn. Ok chưa? Thì mình nói qua về cái event này là một cái event về tài khoản BUBG do chính Shop Akzun tài trợ nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Và cái nick này chỉ đăng nhập được ở bên Google Play hoặc là trên PC thôi nha các bạn. PC và Android, còn iOS là không được nhá. Thì mình cũng rất là xin lỗi các bạn. Đó, rất là xin lỗi các bạn, những bạn comment ở cái pic dưới đây này. Thì ok, mình rất xin lỗi các bạn nha. Tại vì có một chuyện không hề mong muốn, đó là ông mình bị mất. Nói về dụ ông mình bị mất thì ngày 24 ấy thì mình đăng cái event này ha. Và mình tính chốt vào ngày 30 tháng 10 các bạn ạ. Nhưng vào ngày 25 tháng 10 các bạn ạ, thì ông mình bị trở bệnh nặng. Đây, mình có thông báo các bạn này ha, 4 tuần trước này. Đó, thông báo là ông mình đang bị bệnh nặng này. Đó, nên mình có thể di event vào một dịp khác á. Và không may nữa là ngày 27 thì ông mình bị mất vào lúc 6:30. Đó các bạn thấy không? 6:30 đây là cáo phó của ông mình. Nói thật ra là hôm đấy rất là buồn các bạn ạ. Vô cùng buồn luôn. Buồn về dụ ông mình mất và về dụ không tổ chức được event của các bạn làm ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Thì mình vô cùng xin lỗi các bạn về cái dụ này nha. Tại vì đây là một cái điều mà mình không hề mong muốn. Thực sự là không hề mong muốn các bạn ạ. Ông mình mất thì mình đã nghỉ channel khoảng 2 tuần các bạn ạ. Mặc dù trong 2 tuần đấy thì mình vẫn đăng ở trên tăng cộng đồng này nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy. Và mình đã làm cái này rồi. Hôm bữa có 2.000 lượt bình chọn, hôm nay lên 3.000. Ồ vãi trưởng ạ. Và tới ngày, mình không nhớ là ngày bao nhiêu nữa, nhưng mà một tuần trước thì mình cũng đã đăng một cái pic về event này ha. Đó, y chang cái pic ở dưới thôi. Đó, thì ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chốt cái event nha. Thì cái event này cách thức chơi và chốt như thế nào thì mình sẽ quay hẳn ở trong GTA 5 luôn nha các bạn. Khi mà mình quay số xong ấy thì mình sẽ chọn cả cái pic ở trên đây. Do pic ở trên đây có khá là ít người nhận xét các bạn, hay nói khác là bình luận. Đó, có khoảng 36 bình luận à. Nên mình sẽ chơi cả cái ở dưới này nữa nha các bạn, ok chưa? Đó, mình sẽ chấp nhận cái ở dưới này và cái ở trên luôn ha. Thì bạn nào mà comment ở trên lẫn ở dưới ấy, thì mình sẽ chọn cái ở dưới nha các bạn, không chọn cái ở trên nha. Ok không các bạn? Mình sẽ chọn cái bình luận của các bạn ở dưới cái này nha. Đó, tại vì đây là bình luận mà phải gọi là mới nhất, hay nói khác là lâu nhất đấy ha. Nói lâu nhất thì mới đúng. Ok chưa các bạn? Rồi thì cách thức của chúng ta thì chúng ta sẽ quay hẳn trong GTA 5 luôn nha các bạn. Quay bằng cái binh bông khổng lồ này này ha. Và bây giờ mình vô game này. Thì ở chỗ này mình đã chuẩn bị sẵn cái quả binh bông siêu to khổng lồ này các bạn ạ. Đó, tạo cái này khá là lâu các bạn ơi. Tại vì cái game này bạn, mình phải tạo làm sao đó để cho vật lý ở trong game này có thể thả binh bông được. Nên tạo khá là lâu ha. Và ở trong đây ấy, thì mình đã rúng lại 10 quả binh bông nha các bạn. Số thứ tự là từ 0 đến 9. Đó, 0 cộng 0 này cộng 1 cộng 2 cộng 3 cho tới 9 là 10 quả nha. Ok, thì 10 quả sẽ tương ứng từng số 1 nha các bạn. Thì đây, cho các bạn xem cái số luôn ha. Nói chung ngày hôm nay không phải là clip về GT5 nha các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay và chốt cái giải thưởng là một tài khoản BUBG do chính Shop Akzun tài trợ mình ha. Ok chưa ạ? Rồi thì cái quả binh bông thì mình có đặt là như thế này các bạn ạ. Binh bông. Đây ạ các bạn, số thứ tự của nó sẽ là từ 0 đến 9 này. Đó, các bạn thấy chưa? Vì đây là lần đầu tiên mình tổ chức giải nên đâm ra là mình sẽ có gì mà sai sót đấy các bạn ạ. Thì các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì đây là lần đầu tiên mình tổ chức giải. Đây, cho các bạn xem này. 0 này, 1 này, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 ha. Và chắc chắn là 9 quả nó có ở trong đây luôn rồi nha các bạn. Ok chưa? 9 quả có ở trong đây rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình quay thử cho các bạn xem nha. Ok không các bạn?
Đấy, mình sẽ xóa một quả bing bông đi. Quả bing bông này không phải là quả bing bông số nha các bạn. Quả bing bông này là quả bing bông quái vật. Cái con hình như là Bigfoot ấy. Các bạn thấy không này? Đây này. À, mình xóa cái đấy đi thì tất cả 10 quả bing bông này nó sẽ quay ở trong cái vòng này nha các bạn. Đó, rồi bây giờ mình xóa này. Đó, các bạn thấy chưa? Chắc chắn đây là 10 quả bing bông nha các bạn. Ok không? Đây, cho các bạn xem này. Bing bông 1 này, bing bông 0 này, bing bông 2, bing bông 3, bing bông 4, bing bông 5, bing bông 6, bing bông 7, bing bông 8 và bing bông 9 nha. Ok không các bạn? Đó, 9 quả đã có ở trong đây nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ quay thử một lần trước nha. Ok, để kiểm tra xem coi là cái lồng bing bông này nó có hoạt động ngon và lành hay không nha các bạn. Ok, mình sẽ thử quay cho nó là 3 lần đi ha. Rồi, thì mình sẽ tăng cái tốc độ của cái quay này lên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng lên là khoảng tầm... cứ tăng thôi. Ok, đây gọi là đang là xáo trộn bing bông nha. Đó, các bạn thấy không? Nó xáo trộn y chang ở ngoài đời thật nhưng mà có vẻ là hơi lỗi tí. Nhưng mà không sao ha, bình bông vẫn ở trong lồng là được à. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu là ngừng quay lại để xem coi là nó có hoạt động ok hay không nha các bạn. Rồi, ngừng cái này là phải rất là từ từ các bạn ơi. Để cho nó quay nhanh tí này. Chờ cái này nó xuống tới đất này rồi bắt đầu ngừng. Ok, và ngừng lại ha. Rồi, con số đầu tiên là con số 3 nha các bạn. Ở đây là lưu ý là mình đang thử nha các bạn. Đấy, số 3 này ha. Ok không? Số 3 nha. Rồi bây giờ mình sẽ xóa hết tất cả đi và làm lại. Đây là lần thử thứ 2 nha. Lưu ý là mình sẽ thử 3 lần xem coi nó có chuẩn hay không nha các bạn. Nếu mà vẫn là số 3 trong 3 lần đấy thì chúng ta sẽ bốc thăm ở ngoài đời thật nha. Còn nếu mà nó là số khác ấy, thì chúng ta sẽ bốc thăm hẳn ở trong game này nha các bạn. Và đây, quả bing bông của chúng ta đang quay với vận tốc là ánh sáng. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng lại nha. Hy vọng là sẽ là con khác chứ mất công bốc thăm ngoài đời thật thì mệt lắm các bạn ơi. Rồi, dừng lại. Ok, số 1 nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Con số rất là ngẫu nhiên nha. Rất là ngẫu nhiên luôn nha các bạn. Đây này, số 1 này. Đó, ông nào vừa rồi nếu mà quay thật là 31 thì chắc chắn có giải rồi. Ok. À và mình quên luôn là chúng ta sẽ quay hai số thôi nha các bạn. Ok không? Quay hai số thôi nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xóa đi lần nữa và quay thử lần cuối cùng. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là quay thật nha. Đây là thử nha các bạn. Nói lại là đây là thử nha, chứ chưa phải là thật đâu nha các bạn. Rồi bắt đầu là tăng tốc độ quay lên này để nó xáo trộn bình bông này. Đó, quay cực nhanh vậy. Xáo trộn. Wow, công nhận là cái lồng bình bông này hoạt động cũng gần giống như thật ha. Rồi, quay cái này lên một tí đi. Đó, cho nó xáo trộn thật mạnh. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ngừng nó lại ha, để xem coi là quả bing bông thứ 3 này nó sẽ là số mấy nha các bạn. Rồi từ từ quay thêm tí nữa này. Rồi và bắt đầu là ngừng lại nào. Ok, số này là số 9 nha các bạn. Đó, ở chỗ này là mình đã chấm cho nó một chấm này. Chính xác là số này là số 9 nha. Đây này, quay vậy là đúng này ha. Số 9 ha. Còn số 6 thì mình cũng chấm cho nó một chấm nhưng mà đâu nhỉ? Từ từ để mình cho các bạn xem luôn, chứ mất công các bạn lại bảo lung tung. À đây ha, số 6 mình chấm nó ở chỗ này nha. Đó là số 6, còn kia là số 9 là mình chấm nó ở cái chỗ này nha. Đó, ok chưa? Rồi, ui nó rơi cả hai quả lần này các bạn này. Nhưng mà chúng ta chỉ tính cái quả đầu tiên thôi nha. Ok không các bạn? Có nghĩa là lần quay thật chúng ta sẽ quay hai lần. Đó, còn lần ví dụ mà nó rơi cả hai quả ấy, thì mình vẫn tính quả đầu tiên nha các bạn. Ok không? Đó, nói vậy cho nó rõ chứ không các bạn lại bảo mẹ 91 rồi không trúng cày. Ok thì nó là như vậy nha các bạn. Ok không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là quay thật nha. Ok, lần quay thật sẽ bắt đầu từ giây này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thả, không phải, cho cái lồng bình bông nó quay mạnh hơn này.
Rồi, bắt đầu nha các bạn. Ok, quay mạnh lên. Rồi, con số gì đây, con số gì đây? Từ 0 đến 9 con số gì đây? Tôi không phải BD nên tôi không biết hát cái bài đấy. Ok, rồi bây giờ sẽ ngừng quay lại nha bạn. À thôi, để một lúc đi cho nó xáo trộn thật mạnh lên đi à. Rồi ngừng lại. Đó. Ok, rồi giờ ngừng nha các bạn. Con số đầu tiên sẽ là cái gì đây? À, với cái hàng đầu tiên thì chúng ta sẽ có 10 bạn may mắn đoán trúng các con số đấy các bạn ạ. Nó vẫn chưa được. Rồi. Vẫn tiếp tục là số 9 nha các bạn. Số 9 nha các bạn. Vậy là từ 90 đến 99 chỉ khoảng tầm là 10 bạn trúng nữa thôi hả? Số 9 đầu tiên nha các bạn. Ok chưa? Số 9 đầu tiên nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rồi lưu nó lại này và mình sẽ xóa cái này đi nha. Rồi để quay lại. Số 9 đầu tiên rồi. vậy là còn đúng 10 bạn thôi hả? Ấy chết, xóa chỗ nào nhỉ? À đây 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 đây. Rồi, bắt đầu là lót cái này lại và tiếp tục quay. Con số 9 là con số đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lần 2 nha các bạn. Lần này là chốt luôn đấy các bạn ạ. Chỉ có một bạn trong 10 bạn comment từ số 90 đến 99 trúng giải thưởng là một cái tài khoản PUBG của Shop Azul tài trợ thôi nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là thả bing bông nè. Bắt đầu thả bing bông nha các bạn ơi. Mình không biết là có ai comment từ 90 đến 99 không, trong một trong những dãy số đấy sẽ trúng giải thưởng này. Rất hy vọng sẽ có một bạn trúng. Lâu lâu shop với tài trợ mình một cái tài khoản mà, chứ đâu phải ngày nào cũng tài trợ đâu. Lâu lâu à, đó nên chúng ta sẽ phải rất là hy vọng là sẽ có người trúng à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là quay này. Rồi, xáo trộn thật là nhiều. Con số cuối cùng, ai sẽ là người giành được cái giải thưởng một tài khoản PUBG Mobile do Shop Azul tài trợ đây các bạn ạ. Ok, mình sẽ để lâu lâu một tí nha. Rồi, ngưng nha các bạn. Bắt đầu giảm cái vòng tua xuống này. Cho nó quay ngược về luôn. Và con số nào đây? Nó chưa được à? Con số mấy đây? Hình như vẫn tiếp tục là con số 9 rồi các bạn ơi. 99 à? What the hell? Quay thử thì không bị trùng lặp, nhưng mà quay thật lại bị trùng lặp các bạn ạ. Đó, con số 99 nha các bạn ơi. 99, không biết có bạn nào comment đúng 99 hay không đây. Ok, 99 nha các bạn. Giải thưởng của chúng ta, một tài khoản PUBG đã nằm vào con số 99 các bạn ơi. 99 nha. Ok, không cắt ghép, không lồng tiếng, không gì hết. Và đúng 99 nha các bạn. Không gian lận hay gì hết nha. Nó tự động nó quay vào 99 thôi ha các bạn. Ok chưa? Ok, vậy là số 99 chính xác là cái số trúng giải của cái event đợt này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là tìm người có số 99 nha các bạn ơi. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải làm theo thể lệ này nha các bạn. Đó chính xác là đăng ký channel của mình này, bấm chuông này và like share video này ha. Cộng với lại những cái thể lệ dưới đây ha các bạn. Chính xác là chỉ được comment một lần là từ 00 đến 99. Không được comment quá nhiều ha. Và nói chung là phải kèm theo cả số điện thoại hoặc Facebook hoặc địa chỉ Gmail để mình tiện trao thưởng nha các bạn. Những tài khoản nào hoặc là những bạn nào mà không làm theo đúng cái thể lệ này thì sẽ không được nha các bạn ơi. Rồi ok, thì ở chỗ này mình đã show hết tất cả các comment ra đây này, các bạn thấy không? Đó, đây đây đây, show hết ra đây này. Đó, show hết rồi nha. Đây là bài đầu tiên, còn bài dưới thì mình cũng đã show rồi nha các bạn. Và bây giờ mình chỉ cần ấn cái tổ hợp phím cầm chôn F và ấn 99 là sẽ ra những cái người mà đoán số 99 nha. Đây, để bây giờ để mình show cho các bạn xem luôn, chứ mất công các bạn bảo là chưa show hết ra. Đó ha, mình đã show hết rồi nha các bạn. Chỗ này nó không có cái hiển thị gì nữa này ha. Rồi bây giờ mình sẽ kéo lên ha và bắt đầu ấn Ctrl F này. Và 99. Có 17 nhận xét 99 luôn các bạn ơi. Đâu, để xem coi. À cái này của mình mà. À cái kia là số điện thoại 99 không phải. Xem tiếp nào ha. Vẫn 99. À đây các bạn ơi, có một bạn này comment 99 ở cái bài đầu tiên luôn. Đầu tiên đúng không? Từ từ để xem. Đúng rồi.
Đầu tiên luôn nha các bạn, đó chính xác là bạn Tôn Sách Chi Tử này. Đấy, bạn ghi rất là rõ, vừa ghi số 99 và vừa comment vài luật. Đó, rất là rõ ràng. Đó, nói chung là chỉ cần ghi như thế này thôi là mình cũng chấp nhận được bạn ạ. Không cần phải ghi số điện thoại hay là tí tên đâu ha. Cứ ghi vậy là được rồi. Đó, mình sẽ để ở đây một comment của bạn Tôn Sách Chi Tử đúng không? Tôn Sách Chi Tử để copy vào. Ồ, cái này nó hơi lâu, mong mọi người thông cảm nha. Tại vì lọc comment ra thì nó cũng lâu thật đấy. Ok, Tôn Sách Chi Tử này, comment 99. Rồi tiếp tục là lọc thêm ha. Vẫn là Tôn Sách Chi Tử à? Ồ, Tuyết Nguyệt. Bạn Tuyết Nguyệt cũng comment nhưng mà bạn ấy comment hai lần luôn các bạn ơi. Hai lần luôn nha, đấy các bạn thấy không? Và bạn ấy không ghi cái link Facebook này hoặc là bất kỳ thứ gì mà để liên lạc với các bạn ấy. Nên mình sẽ loại bạn này nha. Ok không các bạn? Nếu mà bạn Tuyết Nguyệt xem video này của mình ấy thì sorry nha. Sorry bạn rất là nhiều tại vì bắt buộc thôi. Phải làm đúng theo thể lệ thì mới được chơi ha. Luật làng là phải chơi format theo cậu Khôi. Đó, ai mà không chơi theo format của cậu Khôi là không được giải nha. Đó, ok chưa? Rồi, tiếp tục thêm nào. Ôi, Huệ Lộc cũng y chang bạn Tuyết Nguyệt luôn nha các bạn. Đấy, bạn ấy cũng comment y chang vậy luôn nhưng mà lại không có cái địa chỉ hoặc là cái Facebook hay là số điện thoại Gmail đấy nên cũng không được nha các bạn. Rất tiếc cho Huệ Lộc nha. Rồi tiếp tục xuống đây nào. 99 ở đâu nữa vậy? Cả xuống nữa coi. Rồi, Kỳ Dương. Kỳ Dương thì ở cái pick là cái pick cũ nha các bạn. Đấy, bạn Kỳ Dương này cũng không được nha. Sorry bạn rất là nhiều. Rất tiếc cho bạn luôn. Comment đúng rồi nhưng mà lại không ghi địa chỉ. Rất là nhiều bạn này bạn thấy không? Rất là nhiều bạn không ghi địa chỉ luôn này. Đấy, ví dụ bạn chúng tôi trao giải kiểu gì. Nên là loại bạn Kỳ Dương luôn nha. Rồi tiếp tục. Rồi đến lượt Mai Huỳnh nữa này. Vẫn tiếp tục 99 nhưng mà lại không có ghi địa chỉ rồi à. Tiếp tục là xuống dưới nữa coi. Bạn này không phải. Rồi bạn này cũng không phải luôn. Đấy, mấy ông mà comment như thế này rất rõ ràng nhưng mà lại không trúng. Rất tiếc luôn. Cuộc đời mà ha. À, đây, bạn tiếp theo comment trúng. Vậy là có hai bạn à? Hai bạn thì sao đây ta? Hai bạn lại comment lại ở hai cái bích khác nhau nữa. Ok, để mình cứ lọc tiếp đi ha. Rồi, bạn này cũng không trúng luôn rồi. Rất tội nghiệp. Comment đúng nhưng mà lại không ghi địa chỉ. Rồi, hết rồi ha. Hết rồi. Ok, vậy là chúng ta có hai bạn nha các bạn. Một bạn là Tôn Sách Chi Tử này và một bạn là FF Tony. Đó, có ghi Gmail rõ ràng luôn này. Đó, thì ok. Giải thưởng của chúng ta chỉ là một tài khoản BUBG thôi. Vì thế mình sẽ tiếp tục là rút thăm theo phong cách Khôi Mai Que nha các bạn. Rút thăm theo phong cách Khôi Mai Que nha. Thì mình sẽ rút thăm kiểu gì thì đợi mình tạo xong cái map rồi mình sẽ bắt đầu nha. Ok không các bạn? Ok, mình đã tạo ra một cái gọi là cái bốc thăm hên xui nha bạn. Thì ở chỗ này mình đã ghi rõ hai cái tên rồi này các bạn này. Đó, thì đầu tiên là bạn Tony ha, comment ở bích cũ một tháng trước này. Và bạn thứ hai chính xác là bạn Tôn Sách Chi Tử, comment ở cái bích mới ha. Đáng lý ra thì chúng ta sẽ trao giải cho bạn Tony, nhưng mà do cái bạn Tôn Sách Chi Tử này comment ở bích mới các bạn ạ. Và bạn ấy chưa comment ở bích cũ ấy, nên đâm ra là chúng ta sẽ phải chơi cái như thế này nha các bạn. Ok không các bạn? Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chơi nha. Thì mình sẽ thả quả bowling ở trên đây này các bạn này, để mình show cho các bạn xem luôn nha. Đây ha các bạn, quả bowling này thì mình đã chỉnh sẵn sàng, chỉ cần ấn một cái thôi là chúng ta sẽ rơi thôi ha. Đó, và nó sẽ rơi một cách vô cùng ngẫu nhiên nha các bạn. Vô cùng ngẫu nhiên luôn. Đó, và rơi xuống dưới đất. Đấy, quả bowling nào ở bên bạn nào thì bạn đấy sẽ được cái giải là một tài khoản BUBG Mobile của Shop Akzun tài trợ nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu là thả thử nha các bạn. Thử lần đầu tiên này để xem coi nó có hoạt động ok hay không. Rồi lần thứ hai mình sẽ bắt đầu luôn nha các bạn. Rồi ok, và bắt đầu thử này. Ủa sao vậy? Từ các bạn ạ. Vừa nãy nó chạy mà sao bây giờ nó lại không vậy nhỉ? À, dynamic này. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem coi là quả bowling này nó sẽ rơi ở đâu nha. Rồi. Đấy, rất là ngẫu nhiên thôi nha các bạn. Không hề có gọi là sắp đặt ở đây nha. Vô cùng ngẫu nhiên luôn. Mình thề với các bạn là nó ngẫu nhiên luôn đấy các bạn ạ. Đó, rồi nó rơi bên trái rồi. Chết rồi, Tony thắng rồi. Tony thắng rồi Tony ơi. Nhưng mà chưa chắc được các bạn ơi. Còn rất là nhiều nên
chưa biết được. Ô, nó lại có phải này. Rồi rồi, Tôn Sách Chi Tử thắng rồi. Tôn Sách Chi Tử được tài khoản BUBG rồi. Ôi. Oh my god, rồi. Cái kia nó chặn được rồi. Thôi xong rồi, Tôn Sách thắng rồi. Ô, nó lại lên rồi, nó lại lên rồi. Có biết sao đây? Ôi, nó lại qua quả Tony rồi các bạn ơi. Thôi rồi, Tôn Sách Chi Tử ơi. Nhưng mà đây là thử mà. Là màu tí cho nó ngầu các bạn ạ. Ô, 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 ô. Rồi, nó lại vô cái này rồi. Rồi, để xem coi là ai sẽ là người chiến thắng nhỉ. Và đây là chỉ là thử thôi. Lần thứ hai mới là thật các bạn ạ. Ok. Rồi, vẫn đang ở bên Tôn Sách Chi Tử các bạn ơi. Mình nghĩ là Tôn Sách Chi Tử sẽ thắng. Ok, 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 ok. Qua đây rồi. Rồi, Tôn Sách Chi Tử à, ăn rồi các bạn ạ. Ơi, không phải Chi Thử mà Chi Tử các bạn ạ. Nói nhanh quá, lộ. Rồi, ok. Đó, lần thử đầu tiên thì bạn Tôn Sách Chi Tử thắng nha các bạn. Vãi cả trưởng ạ, đúng tàu lao bi đao luôn. Nhưng mà thông cảm cho mình nha. Nói chung là nó chỉ có một tài khoản thôi các bạn ạ. Shop ví dụ tài trợ hai tài khoản thì còn có cho hai bạn chứ. Đây có mỗi một tài khoản à, nên đâm ra mình phải chơi theo cái kiểu này nha các bạn. Ok các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần quay thật nha. Cái này là bốc thăm không phải quay các bạn ạ. Rồi bắt đầu này bạn ơi, quay thật sẽ bắt đầu tại 3 2 1 0 và bắt đầu nào. Ok, bóng đã bắt đầu là rơi và xem coi lần này ai sẽ giành được cái giải thưởng một tài khoản PUBG của Shop Azun đây. Úi giời ơi, bóng đang ở trong cố xe gió. Đi đâu đây? Úi giời ơi, qua bên phải rồi các bạn ạ. Hình như vừa rồi là qua bên trái thì phải, lần này qua bên phải. Oh my shit. Có vẻ như Tôn Sách Chi Thử, Chi Tử chứ cứ thử ấy nhỉ. Tôn Sách Chi Thử có vẻ Chi Tử các bạn ạ. Nó nói nhanh quá lộn à. Ôi, rồi nó lại qua bên đây rồi các bạn ơi. Một cách rất là ngẫu nhiên nó đã qua bên tay trái và có thể là bạn Tony sẽ thắng. Oh my god. Rồi bowling bắt đầu là rơi xuống cái vạch thứ hai rồi. Lần này sẽ đi đâu đây bowling ơi? Úi giời ơi, rồi xuống chỗ bạn Tony rồi các bạn ạ. Úi giời ơi, giờ đi đâu? Ôi giời ơi, rồi qua Tôn Sách Chi Tử rồi. Tôn Sách Chi Tử ơi, ăn được không đây em ơi? Úi giời ơi, rồi lại ngựa cũ theo đường cũ rồi đúng không nhỉ? Cái này đường cũ đúng không? Ồ đúng rồi các bạn ơi, đường cũ rồi. Thôi xong rồi, Tony ơi, xui cho em rồi. Oh my shit, quá xui cho bạn Tony luôn. Tôn Sách Chi Tử có vẻ sẽ ăn được cái giải này các bạn ạ. Ok. Ơ, còn cái chướng ngại vật này nữa, chưa chắc à nha. Chưa chắc là Tôn Sách Chi Tử sẽ ăn. Nhưng mà có thể là Tôn Sách Chi Tử ăn rồi các bạn ơi. Đúng không nhỉ? Rồi, ok. Vậy là giải thưởng sẽ dành cho bạn Tôn Sách Chi Tử nha các bạn. Tôn Sách Chi Tử là ăn. Ok. Quá là tiếc cho bạn Tony luôn. Tony ơi, sao số em nhỏ thế? Hai lần quay mà vẫn trúng Tôn Sách Chi Tử. Số quá nhỏ luôn Tony ạ. Ui giời ơi, quá nhỏ luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ liên hệ với bạn Tôn Sách Chi Tử và trao giải thôi ạ. Nhưng mà liên hệ thì chắc chắn là sẽ phải rất là bí mật ha các bạn. Đó, mất công lại lộ profile của bạn Tôn Sách Chi Tử nữa thì mệt. Ok, thì bây giờ mình sẽ, có thể là mình sẽ kết thúc video event tại đây ha. Thì nếu mà các bạn thích mình làm cái event nữa thì hãy cố gắng ủng hộ shop.azun.com thật là nhiệt tình đấy nha các bạn. Nhớ vào đấy mua vài ba cái tài khoản của shop để ủng hộ bạn ấy ha. Nếu lỡ may bạn ấy lại có hứng lại cho mình thêm cái tài khoản nào nữa thì sao ha. Đó, lỡ may thì sao ha. Ok, thôi bây giờ có thể là video xàm xí đú về cái event này cũng kết thúc tại đây thôi. Rất chúc mừng bạn Tôn Sách Chi Tử và rất tiếc cho bạn Tony, cộng với lại những cái bạn đã comment 99 và lại không để số điện thoại hoặc là địa chỉ gì hết. Rất tiếc cho những bạn ấy luôn à. Nói chung là chúc các bạn may mắn lần sau rồi, những cái bạn chưa trúng thưởng. Và rất là chúc mừng bạn Tôn Sách Chi Tử ha. Mình kết thúc video này xong, mình edit xong rồi mình sẽ liên hệ với bạn luôn nha. Yên tâm đi, bạn đã trúng giải rồi, chắc chắn bạn sẽ có. Ok rồi, thì bây giờ clip đến đây thôi. Bye bye mọi người và hẹn mọi người vào event tiếp theo nhé. Ok, bye bye. Chúc. Play up.